Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được chào mừng toàn thể quý vị trở lại với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God You're Here. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một trong những nhân vật mà tôi tin chắc quý vị đang chờ đợi, Minh Tú. Minh Tú, áo quần Asia Next Top Model 2017, một trong những siêu mẫu ấn tượng của làng thời trang Việt Nam. Ngoài thân hình bốc lửa và chiều cao lý tưởng, Minh Tú còn gây ấn tượng với khán giả bởi cá tính mạnh, thẳng thắn của cô trong các show truyền hình thực tế. Đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Minh Tú hứa hẹn sẽ có một màn thể hiện độc đáo. Lý do mà mình tham gia chương trình thứ nhất là mình đã từng coi chương trình rất là nhiều lần. Mình cảm thấy nó rất là thực tế, rất là hài và rất là bổ ích. Thứ hai là mình cũng muốn thử sức mình. Cuộc sống của mình thường thích những cái gì nó hơi khó khăn và mình muốn tham gia để biết được rằng mình có năng khiếu diễn xuất cũng như là ứng xử hay không. Khán giả thường thấy Minh Tú trên các chương trình truyền hình thực tế khá là hung dữ. Thực sự đúng, cái cá tính của mình ở ngoài đời thì nó là một cái cá tính mạnh. Mình rất là thẳng thắn và mình có cái suy nghĩ thích gì nói như vậy và mình không ngại sự va chạm. Trong các trưởng phòng của chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi á, thú thật thì mình cũng không biết ai hết. Chưa có dịp làm việc, cũng chưa có bao giờ nói chuyện. Đối với mình thì vô đâu cũng được. I don't care what happened. Mình vẫn là Minh Tú thôi. Vâng, xin chào đón Minh Tú. Dạo này người mẫu nó đâu có bình thường đâu ta. Em đừng có ý cái giò em dài rồi em muốn làm gì em làm. Chú là ai vậy? Con không có biết chú, chú đi ra đây. Cũng lạ lắm mà nghe. Con cũng biết nó lạ lắm mà nghe. Cũng lạ lắm mà nghe. Nè, em hãy giữ gìn cái điều này vào trong căn phòng đó. Bao nhiêu cái điều nó sẽ chờ đợi em yên tâm. Dạ. Bây giờ anh đang rất là buồn đây nè. Sao anh buồn? Tại vì anh đang hy vọng là chương trình sắp anh vào để gặp em. Tại vì chương trình cũng thương em á. Biết miệng lưỡi của em không có lại anh. Cho nên là cho em vô chỗ dễ dễ xuống. Em nghĩ mặc một cái bộ đồ này như thế này anh thì thấy em run không? Em hồi hộp. Hồi hộp tim đập thình thịch. Em nghĩ em mặc bộ đồ này thì em sẽ vào một vai nhân vật như thế nào? Em nghĩ là cầu thủ đá banh. Em có thích chơi đá banh không? Dạ không. Tại sao? Thích xem không? Chút chút. Em thích bộ môn thể thao nào? Dạ gym, bơi, boxing. Ok, cảm ơn em. Những bộ môn đó không giúp ích em trong trường hợp này. Chúng ta hãy đến gần cái cánh cửa để anh giới thiệu quý vị khán giả về những gì sẽ chào đón em trong căn phòng này. Mời quý vị cùng gặp gỡ những điều thú vị nằm trong căn phòng tiếp theo. Em không thích cầu thủ nhưng mà bên trong đó anh nghĩ là sẽ có người chào đón em. Mà cái người này cũng là cầu thủ đó. Em hy vọng được gặp ai? Dạ ai cũng được ạ. Tại vì em nghĩ ai cũng ác với nhau. Câu trả lời hợp lý. Ủa mà quý vị cười cái gì? Hả? Em ơi, anh nghĩ là chúng ta nên trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa để câu chuyện được đậm đà hơn. Là bởi vì anh nghĩ rằng quý vị và các bạn thân mến, khi quả bóng lăn trên sân cỏ, chúng ta có thể thấy được một người cầu thủ sẽ cực khổ như thế nào để đưa bóng vào lưới. Nhưng nếu có một ai đó đứng với dáng như thế này thì ôi thôi, thưa quý vị, có những người tự chọn cho mình những sự khó khăn. Chúng ta hãy thư giãn em nhé. Em có bóng. Biết. Bóng. 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 Cố gắng lên nha. Yeah. Giao phòng nở bông hay vô phòng chết ngắt? Mời em. Dạ chú không mới về. Ơn Rời, thằng bạn chung phòng và chung đội bóng đây rồi. Ê, mày bị khùng hả? Ai hất tóc cho mày vậy? Hả? Tự hớt. Không có thằng đàn ông nào mà để tóc bâm bê như mày hết trơn á. Vậy là không biết rồi. Mày để tóc theo thần tượng mày đúng không? Đúng rồi.
Thằng tự mày là ai vậy? Lý Tiểu Long. Thằng điên thiệt tình. Cầu thủ đá banh đi thần tượng diễn viên võ thuật. Đâu sao? Ví dụ mình cầu thủ đá banh là mình thần tượng là Ronaldo nè, Messi nè, đúng không? Nói nghe nha, hình này là của mày nè. Anh này có đá banh đâu, có phải cầu thủ đâu. Sao mày biết hình này hình ai không mà mày nói hình của tao? Hình này đâu biết đâu, chỉ có biết làm nghề gì thôi. Nhưng mà tao nhớ là mày treo. Tại mày nói với tao là ước mơ nhỏ của mày là muốn làm người mẫu, cho nên mày treo anh này. Mày phải biết cái cặp giò tao có chừng này thôi. Mày nghĩ sao tao làm người mẫu vậy? Thì đó là ước mơ. Có nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Ok, hay quá. Đó được rồi. Ê, gì vậy? Tệ. Cái thằng này có đánh thị cái gì vậy ta? Mày làm gì vậy? À, tập đùi, tập cơ đùi hả? Tập đùi là phải tập cho đúng. Theo tao, bỏ banh xuống đi. Tao chỉ cho huấn luyện viên hổ này chửi mày quá trời. Ừ, chửi mày lơ đễnh tập tành. Vô, tập đuôi, tập đuôi. Đó. Đây. Đó. Rồi, được rồi. Giãn cơ đùi để mình... ấy, hiểu không? Đó, giờ mình tập với bóng nha. Cái vấn đề thứ hai là mình tập hứng bóng. Khi bóng tới là mình hứng ngực. Đó, hiểu không? Đó, hiểu không? Bây giờ mình cứ coi cái đầu tao là cái bóng đi. Hả? Thôi, không được. Không được. Mày cứ coi cái đầu tao là trái banh đi, tao chỉ cho. Khi trái không, banh... Không, cái này á, mình phải tập khi cắm bóng rồi, tưởng tượng chi. Nè, nhưng mà thắng bóng. Thì bây giờ tao chỉ cho, cái này, tao, khi trái bóng bay nè, cái quỹ đạo bay là không bao giờ nó bay thẳng. Nó sẽ bay cong, hiểu không? Đó, bây giờ tại tóc tao có nhiều quá chứ không tóc như Hoàng Sơn là mình dễ tưởng tượng hơn. Hiểu không? Hoàng Sơn là ai vậy? Hả? Cái ông hài á mà. Khi cái trái bóng bay vô là mình phải hứng, giảm tốc độ nó, hiểu không? Xong nó rớt xuống chân, mình bắt đầu mình khống chế nó. Hiểu chưa? Chúc chúc. Biết rồi, móng tay gì? Xì tay Hàn Quốc. Đi đá banh là phải xem móng tay hả? Cách để nó nhận diện được. Mày thích gái đúng không? Đúng. Đúng không? Nhưng mà tại sao mày đi làm chuyện đó vậy? Gì? Mày chui qua bên cái khu vực nữ, mày gom mấy cái nội thất rồi về chi vậy? Ê, áo này á là của bà ngoại bận. Cái này là đồ bơi. Ừ. Mày lấy gì chi vậy? Không, đồ bơi của má tao. Bà gửi tao mua cho bà. Đây nè, mày đừng nói tao. Mày biến thái tới nỗi mày qua bên cái khu vực con gái, mày gom về giống như trong phim Hồng Kông á, gom về để dưới gối. Ừ nè, đó, tóc gì ghê quá hả? Sao vậy? Mày sao vậy? Cái này cái gì vậy? Thì nè, cái màn này để che ở đây nè. À, vậy hả? Đúng rồi. Còn cái này đâu phải tóc đâu. Cái này giống như cái bụi, không có tìm bụi nhùi, chùi phủ của bụi gì đó. À, rồi thôi thôi, ngồi đi. Ngồi xuống. Thèm quá hổng dài. Mà không dám uống, sợ bị phạt. Vô. Cái gì vậy? Vũ. Thôi, không uống rượu. Uống đi. Đời này ai uống rượu đế. À. Ê, nói nghe nè. À. Mày làm đội trưởng mà mày không có một cái chút kỷ luật gì luôn ý. Kỷ luật gì? Thì nội quy, hôm nay phải thứ bảy đâu mà sập sinh. Ê, hỏi đi, hỏi đi. Đã từng có bạn gái chưa? Kể nghe chơi vậy. Hỏi chị. Hỏi cho biết tâm sự chơi. Thôi. Chứ tao là chưa bao giờ có bạn gái luôn á. Tao mà là con gái tao không có chồng mày. Ê. Sao? Nhưng mà công nhận mày cũng đẹp á nha. Tướng tá giống như người mẫu mày. Tao không đẹp ai đẹp. Tao biết mày ngưỡng mộ chiều cao của tao mà. Thế tao nói về tao hỏi vợ. Mũi thấp cũng sửa được, môi lép cũng bơm được, cái gì cũng được. Chỉ có một thứ là chiều cao là không sửa được. Trời ơi, cái tướng này mà làm con gái thì chết luôn á. Trời ơi, con gái là phải siêu ba vòng giống gì nè. Giống vậy siêu mẫu Minh Tú.
Người ta là siêu vòng 3, còn ở siêu mẫu Minh Tú siêu 3 vòng vậy nhỉ? Luôn nhỏ ra đó. Ê, ngồi. Tao thấy nhỏ lắm mày. Tao thấy nhỏ lắm á. Mày gặp nó ngoài đời chưa? Rồi. Mấy nhỏ người mẫu chắc khùng lắm mày hả? Không, tùy đứa, có nhiều đứa khùng mà nhạt lắm. Con nhỏ đó khùng nhưng mà mặn. Thiệt mày á. Thôi tao nói nghe. Sao vậy? Không. Ủa mày sao vậy? Gì? Thôi nói nghe. Nói đi tao nghe. Mày lùng mày, để tao khoác vai mày. Sao? Ngày hôm qua mày dọn nhà rồi đúng không? Bữa nay tới lượt tao đúng không? Ấy đi rồi gom đồ tao đi giặt luôn cho. Cởi cởi tháo cái bộ đồ à. Gì vậy? Tại vì bữa nay tới lượt tao dọn dẹp giặt đồ thì mày tháo bộ đồ mới đi tập về hậu trình tao giặt luôn cho. Đời nuốt xuống rồi ba. Tao chưa thấy thân hình ngoài đẹp như mày luôn á. Bộ đồ này tao giặt rồi, tao chưa có tập, không có cần, không cần cởi đâu. Ủa nãy mày mới nói, mày nói mày đi tập, mày dạ, mới nói má tao vậy mày. Hả? Má tao sẽ yêu thương mày. Nó nghe nè. Đừng sao. Nghe nè. Ừ, đã nói rồi. Vậy nó hợp hơn, vậy nó ngược lắm, tối mỏi vai. Tao bắt đầu thấy nghi ngờ mày rồi đó nha. Sao nghi ngờ? Không có thằng đàn ông nào mà bạn bè mà tròn vai cái là bắt đầu giật ra nha. Ví dụ mà cao cỡ anh người mẫu mấy tấm mấy nè, ghét ba anh thuận hơn. Tao có cách hết trơn, mày nói là vậy là không thuận tay, tao thuận tay được thì sao? Mày đứng sát vô coi. Con ra coi. Nhưng mà tao nói nghe nè. Ê, ngày xưa ai tỉnh xịt, đừng đâu. Đau tay không? Đánh ngay cái xương rồi má. Đâu vô đi. Thằng này nó cháo, bữa nay tao bực bội mày quá. Đợi chứ, đợi chứ. Alo. Dạ. Dạ gọi. Ngược điện thoại rồi. Thằng này. Tinh tế ghê. Alo. Từ từ, tao nói chuyện không đã. Dạ, à, dạ không có ba, con chửi cái thằng Trung Phạm con ba. Con biết rồi. Ba cứ ép con lấy vợ hoài. Con không yêu nhỏ Thắm đâu mà bắt ép về quê hoài. Con còn đi sự nghiệp cầu thủ con nữa. Đúng, con đã có bạn gái rồi. Bữa nào rảnh con sẽ về. Hả? Ba lên đầu hẻm rồi hả? Chết tao rồi. Cái gì vậy má? Mẹ lên coi, làm cái gì mà chết rồi. Ba tao lên rồi. Ba mày lên thì sao? Tao nói ổng á, là tao có bạn gái rồi. Bây giờ sao đi? Bây giờ ổng lên mà ổng phát hiện tao không có bạn gái, là coi như ổng đuổi tao về quê liền, dẹp sự nghiệp cầu thủ. Bây giờ mày giúp tao được không? Giờ giúp tao. Bây giờ nè, đây. Ba có đồ của bà nội, bà ngoại của mày nè. Đây. Vô toilet, vô toilet. Đâu? Mặc vô đóng giả bạn gái tao được không? Tao giúp mày cho tao cái gì? Mày muốn cái gì? Nhanh lên, không có thời gian đâu, mày thẫn thờ mày. Thôi, cái đó suy nghĩ sao nha. Suy nghĩ sao hả? Mày khỏi cần suy nghĩ cái đó không được. Vô đi. Trời ơi, lên cái gì giờ? Ôi, âm giờ giấc lên vậy. Ô, có ai trong phòng không? Ô, trời ơi, con trai tôi đây rồi. Ba khỏe không? Khỏe ha con ha. Trời ơi, ba lên. Trời ơi. Sao ba lên không nói không ra đón? Không, tao bất ngờ mà. Với lại á, mày bay nói là bay có bạn gái rồi tao nôn. Nói chung là cũng hy vọng nhỏ con gái nó đẹp đẹp xíu rồi nên nở mày nở mặt với bà con á. Dạ. Ồ. Trời ơi. Con mới chào bác hả? Dạ, chào bác. Nghe đồn là con là coi như là vợ sắp cưới của một con. Dạ. Bác đúng không? Dạ, hay chồng con tính qua năm rồi có sẽ. Đáng đi con. Lén nhỏ này về á, đổi cái gen giống nồi của mình. Cha con lùng đều à. Dạ. Nhỏ này về cao cao được nè. Bác. À, trời ơi, nó cao y như cái giường tầng luôn bây ơi. Trời ơi, con đứng kế bên coi. Bác, nè, tụi con mới có tìm hiểu thôi hả? Có quen 3 năm rồi, tìm hiểu gì nữa? 3 năm ơi. Quen 3 năm. 3 năm rồi, nấu mới tìm hiểu à. Con mày bị giật kinh quân mà đứng yên tại chỗ coi. Mày làm cái gì mà sao quân? Vậy thôi thì ngồi tại chỗ này, ngồi chỗ ghế này đây. Thôi, bác,
bác ngồi, bác lớn con ngồi dưới đây. À vậy hả cậu, ôi giỏi quá. Dạ đây bạn gái con ngoan lắm ba. Dạ, cái nhìn bác ở dưới quê miền Tây vậy thôi chứ bác là đổi mới lắm nha, đầu óc tinh tiến dữ lắm. Dạ. Là con gái phải thoa son, bây giờ thoa cái môi bầm đi rồi nói chuyện với ba. Rồi nè con thoa đi, nhẹ nhẹ cũng được cho nó có thần sắc xíu nè. Trời ơi sao mày giống dữ mày, mày giống y chang luôn á. Ê sao mày nữ tính dữ vậy mày, mày đóng kịch hay quá mày. Con gái mà má hả? Hả? Bác thì đó giờ không biết hai đứa làm sao. Dạ. Mà từ nãy tới bây giờ thấy hai đứa cứ lấn cấn hoài, bác cũng lo không biết tình cảm hai đứa như thế nào. Dạ. Cho nên giờ hai đứa hung cái cho bác coi coi. Được ba ơi, không thể hiện tình cảm cái đi. Được ba ơi, hai đứa. Trời ơi, hồi xưa nghe tao với mẹ bay là cái nó là trùng trục luôn đó. Đứa con trai mà sao? Cái gì con trai con nhỏ mà sao? Bạn gái con, vợ sắp cưới. Không được đâu bác. Sao không được con, người yêu với nhau người mà. Lớn con không làm được mẹ. Trời ơi, rồi. Người lớn ở đây vô kính đáo. Bác cởi mở mà con yên tâm đi, con em ơi, hung đi. Em đứng một chỗ đi, em như con lãi vậy đó. Đứng một chỗ đi. Không mặt đứng quá. Một chỗ. Bây giờ để thầy con nắm tay cho ba thấy tình cảm thấm thiết. Ờ. Đầu nhận hai đứa xứng đôi ghê. Rồi hôn cái coi. Dạ. Hai, ba. Đó, dạ. Cái gì rồi tôi gọi là táp đó ba. Tại vì biết hai đứa là sắp cưới nhau. Trời ơi ai vậy? Cuối cùng thì tao cũng đã tìm ra mày. Gì vậy? Đứa con gái mất dạy. Chú có bị bệnh gì không? Đây là thằng bạn đáp anh chung với con. Tao là ba nó, tao được quyền không mày? Đây là con gái ruột của tôi. Tao nói không? Mày nè, mày giờ tao hỏi nè, nhìn có giống không? Trong phòng này ở đây nó giống là mày phải giống. Giống quá mày đừng cả. Cái gì vậy? Chung chỗ cho nên giống ba. Đây là thằng bạn đáp anh chung với con, tại sao bây giờ là con gái được ba? Đây là con gái ruột của tôi ở dưới quê, nó cãi lời tôi, nó chạy lên đây nó sống. Rồi nó tự nhiên mấy người chứa chấp ở trong nhà này. Không phải, con không biết. Bữa nay ba lên thì con sợ quá, con sợ không có bồ ba bắt về quê, con mới nhờ thằng bạn con nó đóng giả gái với tóc giả mà nghe nhìn tóc. Hèn gì không bao giờ chịu tắm chung với con. Mày ra đây. Tại sao mày làm cái chuyện mất mặt vậy? Ở nhà cha mẹ định đoạt cho con, con không chịu, con chạy lên đây rồi con vô trong cái phòng này con cải nam trang để làm cái gì? Mày nói cho ba nghe. Từ nhỏ con đã thích chơi đá banh rồi. Em đừng có xạo, em thích đá banh sao không qua đội bóng nữ? Phải thích cái gì khác ngoài trái banh nữa. Tôi biết hết rồi, em đừng có nói nữa. Nhiều lần tôi thấy đồ quần áo đồ đạc, tôi đã biết em là con gái từ đầu rồi. Và tôi yêu em từ đó rồi. Cậu không có quyền. Tôi nhìn gia thế cậu ăn mặc như vậy, ở đây chắc chắn là nhà nghèo. Mày theo tao về quê, Hoài Linh nó qua dạm hỏi. Ngày mai mày phải lên xe qua, mày phải lấy Hoài Linh. Nhưng mà con không thích anh Hoài Linh, anh già quá à. Con đỡ thích anh này rồi. Cái gì? Ba nói thiệt con là cũng vì ba cái quỷ đá banh này ba bắt độ, bây giờ ba thiếu nợ ngập nầu. Bây giờ nếu con không chịu về là ba chỉ có bị giang hồ chém chết thôi. Con xin ba mà, con xin ba. Hãy cho anh biết tên thật của em là gì đi. Nhã Phương, Nhã Phương. Em có thể lấy anh được không? Em giờ lấy rồi mà, ai trả nợ cho? Anh sẽ trả nợ hết. Gia đình tôi là hiện nay là số nợ là 12 tỷ đồng. Nếu cậu có tiền, tôi sẵn sàng. Bây giờ anh chỉ hỏi em thôi, lý do gì em vô phòng này em giả trai, em ở với anh, rồi bây giờ em lộ là em là con gái? Anh bị lãng tai hả? Chưa già bị lãng tai rồi. Nãy ta đã nói là người ta thích anh từ lâu rồi, đi vô đây vậy cũng hỏi quá. Từ từ đã. Mẹ tôm tôm, cái gì cũng phải từ từ của con. Con yêu nó, con có biết là không có tương lai không Phương? Rồi làm nghề gì sống? Đá banh tới chừng nào mới giàu? Con có thể làm kinh doanh, con cũng đi học mà. Con cũng có một cái nghề ngỗng đàng hoàng. Nghề gì? Thì người mẫu. Mày làm được người mẫu, mày đâu có bỏ vô đây làm con trai để mà chui trong này. Thì lỡ mê trai.
Được ạ. Ủa em là người mẫu hả? Em lên đi, em đi, đi, đi làm người mẫu lấy tên gì? Minh Tú. Hợp lý luôn. Bây giờ tôi chỉ hỏi một câu cuối cùng thôi. Lấy nhau gì cũng được. Ba người giải quyết cái số nợ dưới quê cho tôi đi. Xong thì được rồi tôi về. Anh có yêu em không? Anh yêu em, nhưng anh không thể nào gánh được cái số nợ mười mấy tỷ cho gia đình em. Em đi về với ba em đi. Chảnh với anh hả? Em còn, đi về với ba em đi. Con thấy chưa? Con thấy nó lật kèo con chưa? Nhã Phương ơi, con ngu lắm. Biết mà. Nhã Phương ơi, con biết mà. Em hỏi anh lại lần cuối cùng, anh có yêu em không? Có, chắc chắn có. Nhưng bây giờ anh không thích. Anh có một người vợ làm nghệ thuật. Bây giờ em chọn anh thì bỏ người mẫu đi. Cái gì nhiều quá à, chọn ba rồi chọn anh thì chọn bỏ người mẫu. Con hỏi nè, ba thương con không? Ba thương chứ. Anh có thương em không? Thương. Bác có thương con không? Thương luôn. Nè, tình yêu là gì? Thương nha là gì? Là hy sinh. Là mình mong muốn cái người đó hạnh phúc. Chứ không phải là mình bắt người đó là phải làm cái này cho mình. Hoặc là mình bắt người này phải làm cái kia cho mình. Thương yêu là cho đi. Em ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Thương yêu là cho đi. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Thưa quý vị, tôi rất là cảm ơn hồi chuông cảnh tỉnh của nghệ sĩ Hoài Linh. Nói thật là chưa bao giờ tôi thấy cái tiếng chuông mà nó vang lên mà lòng tôi nhẹ nhõm dễ sợ. Rõ ràng đây là một cái tình huống là oái oăm. Trường Giang là có câu chuyện của Trường Giang. Thì đây là Trấn Thành, tôi nói thẳng, tôi xấu tính, tôi tư thù cá nhân, tôi chen vô thì tôi hãm hại cô bé này. Nhưng thưa quý vị, hôm nay Trấn Thành hoàn toàn thán phục. Dạ, xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Cảm ơn trưởng phòng Trường Giang, cảm ơn Quỳnh Lập và cảm ơn luôn cả Trấn Thành. Thật sự ra thì một mình Trường Giang thôi với Quỳnh Lập thôi là em cũng đủ chết rồi. Thêm ông Trấn Thành vô nữa thì rõ ràng là 3-1 không chột cũng què. Nhưng mà em á, anh nói thật, đây là lần đầu tiên anh làm việc mà ngồi trực diện đây để nhìn xem em đá lộn sân. Tất cả những cái gì Trấn Thành nói hồi nãy, nhận xét về em vừa rồi đó, là anh hoàn toàn đồng ý với Trấn Thành. Anh chỉ thêm một vài ý như thế này thôi. Ngoài cái sự nhạy bén ra, em nắm rất chắc nhân vật. Khi mà em bước ở trong kia ra, mọi người chưa có lộ thân phận em là nữ, em vẫn giữ phong cách của một người đàn ông giả nữ. Và đến khi mà lộ cái thân phận ra em là nữ, khi ba em bước vào thì em lại có một cái sự nũng nịu theo kiểu khác. Và thật sự là có những cái lời nói của em anh rất là thích. Khi mà em hỏi là ba người có thương em không, tới giờ này thì anh không còn ngại ngùng gì với bốn khách mời của mình nữa. Bởi nói thật sự với em đó, khi mà có cái chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, mời mấy người lạ lạ anh cũng sợ dữ lắm. Tội nghiệp cho người chơi á, bởi vì ở đây nanh nọc không à. Nhưng mà em đã vượt qua cái thử thách của em một cách rất là ngoạn mục. Cảm ơn Minh Tú đã xuất hiện trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Chúc em lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại em trong những chương trình khác. Cho em xin nói vài lời. Tại vì lúc mà em tham gia chương trình này á, thì thật sự á, là em cũng rất là hồi hộp. Bởi vì em chưa bao giờ gặp mọi người hết. Em cũng không biết là cảm xúc nó sẽ như thế nào. Nhưng mà em thật sự rất là vui. Bởi vì em cũng gặp được một người mà em coi từ bé đến bây giờ. Đó là anh Hoài Linh. Và em rất là thích. Cho nên là đối với em khi mà em đến đây á, ngoài cái sự trải nghiệm ra, thật sự thì em muốn nhìn thấy cái người mà mình thấy trên TV, mình thấy ở ngoài đời. Cảm ơn em. Cảm ơn Minh Tú vì cái tình cảm chia sẻ rất chân thành đó. Và tôi tin chắc là Minh Tú sẽ còn thành công rất nhiều nữa. Xin chúc mừng. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình.